Hello mọi người, chào tất cả các bạn nha. Bây giờ là 9:30, 9:50 rồi mọi người. 11:07 thì mình lên tàu mình về Đà Lạt mọi người. Thì ngày nay ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn này anh em về Bến Xe ăn sương rồi xong. Trưa anh em đi ra ngoài nhà nghỉ ngủ. Bây giờ mới về lại bãi xe nè mọi người, về Bến Xe nè. Tối nay là anh em mình lên Đà Lạt lại, rước khách lên Đà Lạt mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, trong giây phút chờ đợi nằm giải lao đi xíu mọi người ơi. Trong giây phút chờ đợi thì mình nằm mình nghỉ ngơi đi xíu nha mọi người. Nghỉ xíu. Sạc điện thoại cho mọi người. Này. Giờ chuẩn bị tới giờ anh em mình xuất bến rồi mọi người ơi, còn khoảng 30 phút nữa anh em mình lên đường. Đây tối nay thì xe anh em mình đi với chiếc đó mọi người, còn chiếc này Đà Lạt mới xuống mọi người. Chiếc này hồi chiếc này mai mới đi. Tối nè, tối mình xe này cũng vắng mọi người, xe người ta đi hết rồi. Sáng nha, từ sáng từ khoảng 5:00 sáng đó mọi người là đông lên, các tỉnh nó đổ về đây, miền Trung miền Bắc đó mọi người, ở đông, giờ xe nó đi hết rồi. Ban ngày là hồi sáng này là mấy chỗ nào này là chật cứng luôn mọi người, đường ra nè chật cứng luôn á. Sớm là anh em đậu xe đây. Đi ra vào nhà nghỉ ngủ. Đi xung quanh xe coi có chạy xước gì không. Mọi người đậu ở bến nè mọi người. Trong lúc đậu gần ở đây nè mọi người, ta bốc hàng nó lên xuống người ta da quẹt á mọi người. Cái gì tại xe đậu xe khít, sát sát nhau không mọi người. Khít khít nhau không. Lúc xe này bên kia nó chắc hàng á, cái nó qua quẹt. Vô tình nó qua quẹt thôi chứ không phải nó cố ý. Không có trùng không tài xước gì hết. Đóng cửa rồi đi này, đi xuống không đóng cửa. Alo lại hả? Lớn lại hả? Lớn lại hả? Lớn lại. Nhậu đi. Nói là sao qua quẹt gì đâu? Hả? Qua đây hả? Mày không chứ lớp đang thẳng là quất quẹo cùng. Cụp luôn hả? Chưa mà. Chưa mà. Hello mọi người. Giờ thì mình đang ở miền Đông mới mọi người ơi. Đang chờ một người khách nữa mọi người. Đang chờ một người khách đang ra nữa. Trong khi chờ đợi là một lon bò hút và một điếu thuốc lào xì gà gân. Cho nó thấm thía tình đời mọi người. Giờ thì mình đã lên tới đang lên tới Đà Lạt mọi người ơi. Giờ xuống làm xe ngủ đây, tranh thủ buổi sáng ngủ với trưa nó nóng lắm mọi người. Buổi sáng lên là ngủ liền, tranh thủ được mấy tiếng là ngủ liền mọi người, với trưa nó nóng lắm. Tôi chào mọi người nha, giờ mình ngủ thôi, mình thăng đường đây mọi người ơi. Bye bye mọi người nha, thăng đường đây. Rồi che mắt lại nè mọi người dễ ngủ, ở đây sáng lắm, ngủ ở đây nó sáng lắm. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Giờ thì mình trên đường ra bến xe liên tỉnh Đà Lạt, mình về Sài Gòn mọi người ơi. Hay chiều nay là mình về Sài Gòn nữa mọi người. Mình ra tới ngã tư vòng xoay Kim Cúc rồi mọi người ơi. Thì ngày xưa đó là đây là một cái ngã có vòng xoay. Giờ tại ngã tư vòng xoay Kim Cúc mọi người.
không ai xa lạ là bạn đồng hành của mình đây, idol bán Campuchia. Tiên rồi à, đúng đúng rồi nè. Hấp ra là mấy em là tấm tiên là thì mới được. Nó cạo gió rồi vô rồi. Nó làm đủ thứ là nó mới hết ho được, ho quá ho. Hết rồi ho. Các mọi người ơi. Không nói thiệt với tối nay vô tới làm được thuốc kịp mặt vô. Có thuốc ngủ luôn. Cái gì? Tối này vô tới đó. Xuống tới Sài Gòn đó. À sao? Làm được thuốc vô. Thuốc ngủ hả? Thuốc và hê chứ thuốc hò chứ. À, anh có chứ, anh có uống chứ. Nó có thuốc ngủ thì mình ngủ luôn đỡ. Không, anh có uống chứ. Có uống nhưng mà anh uống thuốc lá chứ uống nước đá nhiều nó lâu hết. Do nào? Thuốc lá ngồi bên lạnh nó thuốc lá. Trước kia cử là đúng ngày đúng tháng, 9 tháng 10 ngày thì được hết. À, hết sớm rồi do là mình không kiên cử rồi. Dạ. Sài Gòn em có con bầu nào không? Hả? Không. Không có hả? Được có rồi, tối nay nó kêu nó ra ra khách sạn đây, hai anh em mình xong ký một mít luôn. Sống được hết trơn, đúng không?
xưa có nào sống cực khổ hơn nữa không? Rồi như nào mới được thì bây giờ thấy như nào là cực á, à thấy bình thường không, cuộc sống qua trường em quen này, hay là khi mà lúc mà em đau xuống vậy, lúc mà em đi bước ra đường mà em đi làm đâu kiếm tiền là em bao nhiêu tuổi? Em nó học lớp 6 ba tuổi gì đó là đi biết đi làm kiếm tiền đó hả? Dạ. Nghỉ học đi làm lần đầu tiên là mình kiếm tiền lúc nghỉ học lớp 6 nghỉ học rồi đi làm kiếm tiền là lúc đó là lương tháng mà kiếm được khoảng bao nhiêu? Kiếm 3 triệu tháng, kiếm 3 triệu lúc đó làm cái gì? 3 triệu làm tô mấy tượng đất với Bình Dương à, đi theo ai làm? Theo bà trong đó, chị vô làm với mình mới ra mà xong rồi đi may à, may ủi quần áo nhờ về học gara à. Rồi cái lúc đó là bao nhiêu? Rồi từ cái lúc mà em bị mất trinh là bao nhiêu tuổi? Trinh ra đây hả? 16, 17. 16, 17 tuổi hả? Là lúc đó mất? Lần đó mấy chị đỉ chỉ phá hả? Hả? Mấy chị đỉ hay sao? Hay là người yêu bộ? Có người yêu mà nhỏ. À không có người yêu, lúc đó chưa có người yêu. Vậy là mấy chị? Rồi mấy chị nào mà chị phá em, chị về chắc chị trúng mánh luôn ha. Để cho mấy chị đi phá chết luôn, bồi thường luôn. Có nhiều người ta, có nhiều người ta mua mình luôn đó, tại ta mua chinh đó, giỡn hoài. Bạn nó gọi mà. Alo, nghe bạn ơi, nói đi đừng có sợ, cứ nói đi đừng có sợ, báo cáo đi, trình bày đi, trình bày đi, báo cáo đi. À kỳ vậy. Thôi giờ xuống kia đi, xuống đi chỗ khu Nguyệt Tân Bình đó, Tây Thạnh khu Nguyệt Tân Bình, mình còn nhớ cái đường vô mà. Đang ở Đà Lạt xuống tới Di Linh này, ừ An Sương. Mà qua chỗ khác chạy rồi. Ừ. Được chắc tuần hơn tuần rồi. Rồi. Tông Quang Dũng á, Tông Quang Dũng á. Thì đúng rồi. Trước là xe Phước Thành, xe Thanh Tuấn, Cà Mau, Đà Lạt, Cà Mau. Đà Lạt, Cà Mau. Xe này khách cũng đông lắm, là xe này chạy cũng lâu rồi đó. Có bến ở Đồng Nai 125, chứ chạy 125, Cà Mau có. Có lần nào về Cà Mau chơi chưa? Chưa hả? Nào rảnh nhả lên xe này về Cà Mau mình ăn cua. Cua Cà Mau á? Em đi tới Vị Thanh thôi. À Vị Thanh ra đến chơi bên Tú. Quảng Ngãi Vị Thanh. Quảng Ngãi Vị Thanh hả?
Giờ Quảng Ngãi cũng có miền Tây ở nữa hả ta? Hả? Chùa chiền này kia. À. Họ đi về Sài Gòn số rồi gì Long An này kia đó. Ờ. Vĩnh Long cũng có. Nghe giọng cái tiếng đó là. Đầy ra mà. À. Quảng Ngãi không có miền Tây ở nên hay nhiều hả? Chắc cũng có số Ngãi nào đó hả? Vô cần vô số miền Tây ở nhiều quá. À. Miền Tây, Sài Gòn, miền Nam này kia. Theo là do Quảng Ngãi hay Quảng Nam? Em có theo Bình Định. Ngã. Bình Định. Là nghe người Khánh Hòa. Đấy, người Khánh Hòa hả? Khánh Hòa là tới Phú Yên hả? Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Phú Yên. Ông nói cái miền Tây quá. Em an tét đèn đi nghỉu hay gì? Dạ. Em không an tét đèn đi nghỉu hay sao? Có nói câu đó không? An đi lồm dân gốc rạch đó nói nghe cũng còn hiểu mà. À nghe không hiểu luôn hả? Được tiếng có tiếng không. Mấy anh bác ở nhà nói chuyện nghe được tiếng có tiếng không thôi. À cứ ừ đại sao họ đi khách nói chuyện thì em nghe 70% 80% nghe được. Ừ. 20% còn lại là do người ta nói nhanh quá mình chạy không kịp. Ừ. Nhảy số không kịp ha. Mỗi vùng miền tiếng nói khác nhau. Nói mấy không khó nghe nữa. Quảng Trị em không biết. Trị nói là khó nghe nữa. Quảng Mẻ là có tới Quảng Nôn. Đúng rồi, Quảng Ngãi là Quảng Nam. Quảng Nẵng. Quảng Nẵng. Quảng Trị. Hả? Nhưng mà cứ ra Quảng khỏi đó Quảng Mẻ mà đi hướng đi ra nữa là em buồn. Anh về nơi xứ Quảng thăm người em phố thì sông phố vòng của nước lũng lờ trôi đường chùa cầu quay buồn răng ngập lối xứ Quảng ha. Miền Trung ngày xưa là rất là gọi là điều kiện kinh tế rất là khó khăn, không phát triển, nói chung là không phát triển bằng miền Bắc với miền Nam. Ở đó gần eo biển hiểu không? Rồi đất thì gọi là nắng cỏ khô rồng cháy, không có đất ai thì không có đất thì ít. Nó cũng có điểm mà nó bắt chậm hơn mấy. Đúng rồi, miền Trung mà xưa giờ mà. Lũ rồi sạt lở lũ rồi quanh năm nào có lũ lụt. Chung là miền Trung là không có triển bằng. Ngày xưa là không có triển bằng miền Nam ấy, sau này thì nó đỡ một xíu thôi chứ. Đà Nẵng thì phát triển lên. Cảnh là Phú Yên đồ. Bình Định đồ. Đất và khu đó nó xấu lắm. Lũ lụt quanh năm nào cũng lũ lụt. Đang làm biển. Được cá thì đâu. Rẻ. Công ty ngoài đó cũng ít á, khu nghiệp đâu á, không bằng á trong Sài Gòn. Đa số họ kéo nhau vô Sài Gòn.
gái Bình Định ra ngoài, nghe nói là con nào cũng có vỏ lắm hả? Có nghe không? Bình Định, Bình Định đó. Hả? Là lò vỏ đó. Anh có một, anh có một bạn lấy vợ ở Bình Định đó. Cái nó bị tiếng thôi chứ bây giờ có lần nó cứ lộn với vợ đó, là vợ nó về nhà là Bình Định là không bao giờ nó dám có hé, nó ra tới Bình Định là nó không dám có hé, sợ sợ luôn. Hỏi đó thì ấy chứ còn nếu mà ông nói hỏi đó, mà tính ra vợ vợ mày có nào quýnh mày, quýnh mày không nói quýnh thì không quýnh nhưng mà bị phá tay quá chứ. Bị phá tay quá chừng thôi chứ không quýnh. Dạ, nó có vỏ rồi. Dân Bình Định do có truyền. Nói thật ra thì cũng có người có vỏ, người không, người nào đi học mới có, còn người nào không đi học cái gì có, đúng không? Những người trước có. Đâu phải là ai cũng có vỏ đâu. Đa số mấy người lớn học đó. Thời bây giờ. Giờ nó học đi học đi học. Ăn đi làm chứ lo quấn lộn đâu mà học quá chứ. Nó đi làm kiếm tiền chứ nên lo quấn lộn đâu mà. Học đi làm gì đúng không? Công này mình để cho nó xuống đèo chắc tới sáng mình mới đi nổi. Ô trời, con gái nó có vỏ, mình có kim chích đó, đúng không? Vỏ cái nào vỏ kim chích là nó tê hết, là tê hết rồi không giúp chích được luôn. Đúng rồi, cho nó vỏ cái nào vỏ đi. Đủ, có kim của mình nè. Không là mình cho nó xuống đèo đi trước, cái chắc là mình lết luôn á. Chua nè, gà kho,
pháo ăn tôm với thịt kho đậu hũ và tàu nhíu rồi ta. Mọi người ăn cơm với anh em mình nha. Video mình xin kết thúc tại đây, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye các bạn nha. Giờ anh em mình ăn cơm rồi. Chơi về chén hóa luôn.